hoàn trở thành một ngôi nhà cổ điển lộng lẫy, sử dụng tất cả các nội thất ở trong gói nội thất cổ điển mà hôm qua mình đã hướng dẫn các bạn mua đó nha. Căn nhà này sẽ trở thành căn nhà của hai nhân vật rất là quan trọng đối với tụi mình, và các bạn hãy coi đến cuối video để biết đó là ai nha. Ok, bây giờ bắt đầu thế nào. Và hôm nay tụi mình sẽ chọn ngôi nhà này để mà trang trí nha. Và đây là một ngôi nhà trống nè, đây là các phòng trước khi được trang trí. Và chúng ta sẽ bắt đầu với sân vườn ở phía trước nha. Thank you.
mình cũng hy vọng là mình đã có thể cho các bạn coi được những cái đồ nội thất mới trong cái gói nội thất này nó đẹp đến như nào. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem hết video ngày hôm nay nha. Các bạn đừng quên bấm nút thích nếu các bạn thích video này nha. Và đừng có quên là đăng ký nè và bấm luôn cả cái chuông để mà khi tụi mình ra video mới thì các bạn có thể coi được và trở thành một công ty mới nữa. Hẹn gặp các bạn video tiếp theo. Bye.